Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Võ Hoàng Tánh, đến từ đoàn nghệ thuật Lân Sư Gồng, Quan Nghệ Con Ngay Việt Nam. Em đứng tại chỗ rồi, chứ em đừng có đi. Tại sao tao đi cái lúc mà quên anh hả xong em cứ hả hẳn cái con ngự xuống em đám, đưa cái mũi em đám thôi chứ sao mà em cứ đưa cái giỏ em ra về hoài á? Và đây là thành quả 4 tháng của anh em chúng mình tập luyện. Mời các bạn theo dõi câu chuyện của tất cả anh em mình nhé. Sáng ngày sáng chưa? À, dạ. Sáng chưa? Đúng rồi. Biết mày đi đoạn đó mà tao mới nhắc mày đó mày. Nha. Nó bị giống như dập phần mềm của em ngay chỗ này. Đi vô đi, về lấy đắp đá. Anh có một kế hoạch ở tháng 9. Từ đây tới tháng 9 là 4 giải. Nhưng mà cái giải cuối cùng thì anh đặt mục tiêu cao nhất và anh đặt quyết tâm cao nhất. Mấy anh lớn hồi đó giờ dưới top lớn hồi đó giờ của tụi anh á chưa có đạt được cái mục tiêu đó, thì bây giờ cái đó anh đã phủ rất là lâu rồi. Mấy tụi em là cái lứa mới vô tới đây, thì anh muốn cùng tụi em cố gắng, mình từ đây tới đó mình sẽ cố gắng mình tập luyện để mình tham gia và mình đạt được cái mục tiêu cùng anh là cái giải tại quê hương của mình luôn, là Bình Dương. Anh sẽ tạo mọi điều kiện cho cái lứa trẻ của tụi em tập luyện, di chuyển hay là bất cứ cái luôn. Thì ở đây anh Nhân với lại anh Sang với lại anh Bo sẽ hỗ trợ về cái phần tập luyện cho tụi em nha. Còn anh sẽ đó đứng ở dưới sau hỗ trợ tụi em tất cả các cái từ lăn, vòng, sợ, chống hay là bất cứ cái thứ gì. Tụi em chỉ có việc là tập luyện để tụi em thi đấu để cùng nhau mình đạt được cái mục tiêu anh em đề ra. Tụi em thấy sao? Ok, chơi ha? Dạ. Ok. Vậy đi, để mình quyết định. Mình nhảy ra làm để cho con bắt được ho mình đã chiều xuống nhé. Đừng để lại để chúng gặp nó để không. Dùng cái đồ lăn ra, bung cái đồ lăn bỏ ra chứ sao mà cầm đồ lăn luôn. Ha, đập. Ha, đập. Không đau.
Được chưa? Được. Đó, cái bút này. Cao lên. Ủa. Xuống hạ. Chưa. Hết chân lên. Rồi ơi, dựng mấy tấm đó lên kìa. Lên chốc kìa. Dựng mấy cái tấm đen lên kìa. Ngoài những cái khó khăn mà các bạn vừa thấy như là trời mưa, anh em tập luyện té ngã, thì chúng mình còn phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn khác, giống như là gây ồn ào xung quanh hộ dân và chính quyền địa phương mời lên làm việc. Rồi anh em có khi là tập luyện cãi vã với nhau, giống như những đứa mới, những đứa em mới vào đoàn á, nó không hiểu ý nhau lẫn nhau thì sẽ có mâu thuẫn, cãi lộn, vất vả rất là nhiều. Nhưng những khó khăn này không thể làm anh em mình chùn bước trước những mục tiêu mà anh em mình đã đề ra. Bỏ xuống phóng vào, phóng qua nha. Nặng gì? Phóng về nha. Ok, hôm nay anh em tập tốt rồi, về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai anh em mình có mục tiêu đầu tiên cần phải hoàn thành. Xin mời đơn vị Hoa Nghệ Bình Dương vào sân thi đấu. Đơn vị Hoa Nghệ đăng ký 12 động tác khó tham gia thi đấu với chủ đề Chú Lân lên núi ăn trái túi. Đây là thành quả của mình và tất cả anh em tại giải Lân Sài Gòn Đỗ Công Tường. Thật chất ra khi mà nghe số điểm, việc đầu tiên mình nhìn, mình làm đó là quan sát tất cả các em, xem từng thành viên cái cảm xúc và cái cảm giác của anh em nó như thế nào.
khi bước ra ngoài sau á thì tất cả anh em đều chạy lại với một cái tâm thế rất là vui vẻ và hào hứng. Nhưng đây chưa phải là kết quả của tất cả anh em mình mong muốn, nên giải nguyên nhân sắp tới anh em mình đặt quyết tâm cao hơn và quyết tâm nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu thứ hai đề ra. Mời các bạn theo dõi hành trình tiếp theo của anh em mình tại giải Quy Nhơn Đất Võ Bình Định. Đây là cái thành quả của tất cả anh em mình đã đạt được tại giải Quy Nhơn. Để đạt được cái thành quả như thế này, anh em mình phải trải qua rất là nhiều khó khăn, như là thời tiết, nắng nóng, điều kiện tập luyện không có đủ, và cách di chuyển từ chỗ ở cho đến sân tập luyện rất là xa xôi. Và thành viên của đoàn mình là nhân phải tập luyện rất là nhiều, vì phải chơi cả nặng hai môn như là địa bủ và mai qua thung. Nhưng mà tất cả anh em đều chung chí hướng và cố gắng để đạt được cái thành tích tốt nhất tại giải đấu, là giải nhất mai qua thung và giải ba địa bủ. Về cá nhân mình, ngày thi hôm đó mình vẫn chưa thật sự hài lòng, vẫn chưa thật sự thuyết phục về bản thân, nên tất cả anh em mình và mình đặt quyết tâm cho giải thi sắp tới tại thành phố Thủ Đức. Anh em ngồi nói chuyện với nhau và trao đổi thêm về những cái thiếu sót, những cái còn chưa thực hiện được, cố gắng hơn, đặt mục tiêu cao hơn cho giải thi thành phố Thủ Đức sắp tới. We'll be right back.
sau khi nghe công bố số điểm, hầu như mình và tất cả anh em đều suy sụp và chán nản. Tất cả anh em lên nhận giải với một tâm trạng rất là thất vọng. Nhưng lần thất vọng này khác với lần thất vọng trước. Lần thất vọng trước là mình thất vọng về bản thân của mình. Nhưng lần thất vọng này, mình thất vọng vì chưa chinh phục được trọng tài. Nhưng mình hiểu một điều, tất cả các cuộc chơi đều có luật lệ riêng của nó. Chính vì điều đó, tất cả anh em tụi mình đặt một mục tiêu và quyết tâm lớn hơn cho mục tiêu cuối cùng là giải Ironman Bình Dương. Không, cô ngồi trước này luôn á. Nhìn cho kỹ nha, vậy nè. Xong hết. Đâu, đâu, không phải, vậy. Quay dài đúng không? Ở tháng 9, mấy anh lớn hồi đó giờ dưới top lớn hồi đó giờ của tụi anh á chưa có đạt được cái mục tiêu đó. Thì anh muốn cùng tụi em mình sẽ cố gắng mình tập luyện để mình tham gia và mình đạt được cái mục tiêu cùng anh, cái giải tại quê hương của mình luôn. Là mình vui. Số điểm đạt được của đoàn Con Ngai tỉnh Bình Dương là 9.18. Ngay lúc này chúng ta hãy cùng chào đón nhà vô địch của giải đấu nhân sĩ đồng tranh chức Tây Vương Bình Dương thanh niên năm 2023. Một kỳ đấu diễn ra từ 6 giờ chỉ như đợi chi tiết này thôi. Kính thưa quý vị, hãy cùng vỗ tay chào đón nhà vô địch đến từ Bình Dương. Các bạn ơi, mình và anh em đã chinh phục được rồi. Đây là lần đầu tiên mình và toàn đội chạm tay vào chiếc cúp mà mình và toàn đội đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Phần thưởng cho đội quán quân. Cảm xúc bây giờ mình vẫn còn hoang mang. Để vì sao mình lại nói như vậy là cảm giác của anh em mình
phải trải qua rất là nhiều áp lực. Khi thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình, chính mảnh đất mình đang sống, chính quê hương của mình đang sống, mình chưa bao giờ đạt được cái vị trí cao như thế này. Nó sao ta? Đây cũng là cái cảm xúc và cái cảm giác của mình và tất cả anh em mong muốn từ rất là lâu. Và có thể nó là một cái bàn đạp để anh em và mình cố gắng hơn cho những giải thi sắp tới. Thông qua câu chuyện này, mình và toàn đội xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến cô chú anh chị đã âm thầm ủng hộ về mặt vật chất cũng như là tinh thần cho anh em chúng mình trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ba mẹ và người thầy cũng như người anh đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho tất cả anh em trong suốt thời gian qua. Và cũng xin cảm ơn toàn đội, người đến trước cũng như người đến sau, đã cùng nhau cố gắng đưa tên tuổi Con Ngai Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh hơn. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho đoàn Con Ngai Việt Nam trong suốt thời gian qua. Và cuối cùng, mình muốn gửi một thông điệp cho các bạn đam mê bộ môn lân sư gồng này. Khi đặt mục tiêu càng cao thì trách nhiệm và sự hy sinh của mình càng lớn. Thông qua clip này, mình mong tất cả các bạn luôn vững tin vào chính mình. Sức mạnh tập thể là tất cả. Vô vô mấy anh em làm gì cái hài hài cái ơi. Tới. Anh quay qua đây làm mặt nó hài à. Vô qua đây cởi chuyện cười cho nghe. Không, làm cái cho vui nha. Xin cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện của chúng mình.